xin hãy chọn hình thức thao tác. Bên trái là vuốt màn hình, bên phải là dùng điều khiển. Quân Ma Dương đang tập kích, ta phải đến Liên Châu Thành ngay. Tướng quân, Tiểu Kiều nhận được lệnh của quân sư, xoay cơ ứng điều khiển thì nhân vật sẽ di chuyển. Nhấp nút công kích, tiêu diệt ma binh. Phóng kỹ năng để đánh Long Quỷ Phong Dương. Ngày của Ma Dương ta sắp đến rồi. Chúng sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Xuyên qua khu rừng này chính là thành Lương Châu. Tình hình rất gấp, chúng ta mau đến đó. Đừng nghĩ ta là được. Không ngờ đám ma binh này truy kích cả đến đây. Nè, quan tướng quân cẩn thận, có bóng đèn đang tiến công chúng ta. Nhất để quán đổ võ tướng, đừng chọc giận ta. Võ tướng chưa chiến đấu sẽ tự hồi phục HP đó. Long Quỷ Phong Dương. Đã đến thành Lương Châu rồi. Xem ra hắn định hủy diệt cả Tam Quốc này. Thiên hạ đại nguy rồi. Kỵ chiến ra trường, nhiệt huyết có ải mới, có thể khiêu chiến rồi. Làm nhiệm vụ chính sẽ được khiêng chiến ải tương ứng, rất tiện phải không nào? Phá trận đạp tướng, dễ như trở bàn tay. Long Quỷ Phong Dân.
có vũ khí mới, có thể đặc biệt đó. Có thần bên trong tay, lực chiến của chúa công sẽ tăng vọt. Đại quân ba phương tiến sát, đẳng mà có ải mới, có thể khiêu chiến rồi. Đạm tướng, dễ như trở bàn tay. Long Nguyễn Phong Dương. Toàn quân xông lên, Long Nguyễn Phong Dương hiểm. Thập Ngân Trương Hoa.